Thưa quý vị, chiến thắng Điện Biên Phủ được coi là một trong 20 chiến dịch quân sự lớn và quan trọng nhất trên thế giới. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định chiến thắng Điện Biên Phủ là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta, mà cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Trận Điện Biên Phủ đã làm thay đổi thế giới. Đây cũng là nhận định chung của nhiều nhà nghiên cứu sử học. Ngày 20 tháng 11 năm 1953, Pháp nhảy dù chiếm Điện Biên Phủ. Mặc dù nằm ngoài dự kiến ban đầu của kế hoạch Nava, nhưng các tướng lĩnh Pháp và Mỹ đã liên tiếp cho tăng cường lực lượng, xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm phòng ngự mạnh nhất của Pháp ở Đông Dương. Nava coi Điện Biên Phủ như một pháo đài không thể công phá, là nơi thu hút để tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta. Ngay từ đầu chúng ta, Đảng ta, Bác Hồ đã nhận thức cái tầm quan trọng, cái quy mô, cái ảnh hưởng của cái chiến dịch này cả ở trong nước, của kháng chiến ở trong nước của ta và cả về quốc tế, cả về quân sự và cả về chính trị. Cho nên Bác Hồ mới đi đến hạ quyết tâm là phải đánh thắng và giao cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp là dứt khoát phải đánh thắng, không thắng thì không đánh. Đấy, đã đánh là phải thắng. 56 ngày đêm, khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, máu trộn bùn non, gạn không núng, chí không mòn. Thắng lợi đã hoàn toàn thuộc về nhân dân Việt Nam. Chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ đặt dấu chấm hết cho chủ nghĩa thực dân Pháp tại Đông Dương, mà còn trở thành nguồn cảm hứng lớn lao, tác động mạnh mẽ tới phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. Chỉ riêng trong năm 1960, tại châu Phi, có tới 17 quốc gia tuyên bố độc lập. Từ cái chiến thắng Điện Biên Phủ đó, thì người ta mới ý thức được sức mạnh của một dân tộc khi mà đã có quyết tâm cao và có sự lãnh đạo đúng đắn của một đảng thì nhất định sẽ giành được thắng lợi. Nhân đấy nó mở ra một thời kỳ, tức là một thời kỳ oanh liệt của các dân tộc bị áp bức bùng lên để giành độc lập cho mình. Trong đội quân chiến tranh Pháp sang dân ở Việt Nam là những người lính châu Phi, những người lính châu Phi bị buộc vào xung quanh lính phục vụ cái nước mẹ là nước Pháp và bị bắt chiến đấu bên này. Về tham gia chiến đấu là đàn áp cái cuộc kháng chiến bên này, bắt thằng tù binh, mà khi được trao trả về thì người ta, những cái người đấy là người ta tham gia vào cái cuộc kháng chiến mở đầu gọi là giòn giã nhất chính là Argentina. Từ những cái nước như thế nó lan tỏa sang đến những cái nước như đến Mỹ Latin, đến các nước ở thực địa ở châu Á, và thậm chí là có những cái nước nhỏ như ở Trung Quốc, ở châu Âu. Thì với thì Điện Biên Phủ là nó lan tỏa là như vậy. Nói về tầm vóc của chiến thắng Điện Biên Phủ, vào năm 1954, tờ báo hàng đầu của Mỹ là New York Times đã viết: vài tháng trước còn chưa ai được nghe về thung lũng xa xôi ở khu rừng rậm Đông Nam Á này, nhưng từ hôm nay, ba tiếng Điện Biên Phủ vang vọng trên khắp thế giới và đi vào lịch sử như một trận đánh được viết thành sử thi. Từ Điện Biên Phủ có thể bị phát âm sai, nhưng trên môi mỗi chúng ta nó vẫn là từ đồng nghĩa với những phẩm chất như quả cảm, bền bỉ. Đó chính là những gì đem lại vinh quang cho nhân loại.